Nhưng mà khi mà có một cái chuyện gì nó hụt hẫng xảy ra là bắt đầu mình quay ngược lại, mình nói là anh có biết là mỗi ngày tôi phải thức dậy như vậy không? Xin lỗi chị nha, từ ngày mà lấy chị tới giờ á, ảnh nhu nhược hẳn đi. Giúp ảnh lo anh làm chuyện nhà không à? Công việc nhà là công việc của ai? Các bạn nhỏ trả lời là công việc nhà là công việc của các thành viên trong nhà. Em không hề bỏ vô đây, chỉ có anh mới là người bỏ vô đây thôi. Tại tôi bật rồi đó. Ủa làm gì bật? Tôi bật rồi đó. Ai làm gì bật? Trang xin chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với không gian 22 giờ của chương trình Một giờ hoán đổi. Cứ mỗi đêm vào lúc 22 giờ thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV9, chúng ta lại có hẹn với nhau để chúng ta có thể hoán đổi vị trí cho nhau, lắng nghe chuyên gia tâm lý và đặc biệt là những người được hoán đổi có thể thổ lộ tâm tình và những nỗi trăn trở của họ để mình có thể bớt phán xét lại. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với nhân vật đặc biệt ngày hôm nay, đó là tiến sĩ Đào Lê Hòa An. Xin chào MC Lê Hoài Trinh và xin gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả. Dạ, xin cảm ơn tiến sĩ Hòa An đã có mặt trong ngày hôm nay. Thưa quý vị, chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện cùng với sự phối hợp của công ty truyền thông Bi và được sự đồng hành của nhãn hàng vali túi sách ba lô cao cấp Sacos. Xin cảm ơn tiến sĩ Hòa An ạ. Xin cảm ơn Lê Hoài Trinh và mỗi lần được đồng hành cùng Lê Hoài Trinh trong chương trình Một giờ hoán đổi, đó là những trải nghiệm rất là sâu sắc với tôi. Bởi lẽ là thông qua chương trình này thì tôi cũng học được rất là nhiều, và đặc biệt đó là hiểu thấu được rất nhiều những ngành nghề cũng như những cái vai trò khác nhau trong cuộc sống. Dạ, và ngày hôm nay chúng ta không đơn độc đâu, mình vẫn sẽ có một vị khách mời đồng hành với chương trình. Và thông qua sự xuất hiện của bạn ấy, chúng ta sẽ biết được chủ đề ngày hôm nay là gì nhé. Xin được giới thiệu diễn viên Bích Trâm. Chào quý vị khán giả thân thương của chương trình Một giờ hoán đổi và chào MC Lưu Hoài Trinh và anh Hòa An. Xin chào Bích Trâm. Dạ, chào chị Bích Trâm. Mọi thường là chị em mình gặp nhau ở các game show thì Hà Trinh thấy là chị rất là lợi khẩu nha. Tức là quan điểm rất rõ ràng. Chắc chắn ở nhà là anh Linh Tý bị ăn hiếp dữ lắm phải không? Trời ơi, ai cũng nói vậy, tội nghiệp chị quá. Chưa biết ai ăn hiếp ai, nhiều khi cái đó là mọi người cứ nhìn bề ngoài thôi. Dạ. Còn tiềm ẩn bên trong là cả một vấn đề to lớn. Đúng, người ta thường chỉ thấy những gì mà người ta mắt thấy tai nghe muốn tin thôi. Đúng rồi. Còn cái sự tình bên trong á, ít ai chịu mà ngồi lại thông cảm cho nhau lắm. Thế thì bây giờ Trinh cũng chắc chắn là chủ đề ngày hôm nay liên quan đến chuyện ông xã bạch xã, chuyện tổ ấm, rồi những cái chuyện trục trặc gia đình rồi phải không nè? Nghe cũng hấp dẫn quá ha. Dạ. Vậy giờ mình vô sâu vấn đề coi là ai ăn hiếp ai ha. Em cũng tò mò quá. Và thưa quý vị, nếu như mà quý vị còn đang trăn trở về chuyện gia đình mình, có ăn chút xíu cơm không lành, canh không ngọt, thỉnh thoảng cũng hơi giận đối phương, thì biết đâu sau chương trình chúng ta sẽ có cái nhìn khác hẳn thì sao? Và bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng đến với phần đầu tiên của chương trình mang tên Góc Nhìn. Chào mừng quý vị đang cùng đến với phần Góc Nhìn. Tại Góc Nhìn này, chúng ta sẽ đứng vào đôi giày của đối phương để tìm hiểu và thông cảm hơn với những nỗi khó khăn mà họ đang đối mặt. Ở nhà mình chắc là cũng có nhiều chuyện khó khăn lắm hả chị? Thí dụ như là chuyện nội trợ, hay là chuyện chăm sóc con cái, hay là quan trọng nhất là chuyện tình cảm, tâm lý của mình cần được chia sẻ. Thật ra thì Trâm nghĩ là trong cuộc sống thấy mỗi ngày nó trôi qua như vậy, nhưng mà mỗi ngày trôi qua nó đều có những cái khó khăn gọi là không có tên đó anh An á. Đúng rồi. Có những cái nó rất nhỏ nhưng mà thiệt ra là nó lại là một cái cực kỳ khó. Mà cái cuộc sống trôi qua mỗi ngày vậy, vừa công việc, vừa nhà, cửa đây đó, thì Trâm gọi nó là những cái khó khăn mà không có được cái tên. Dạ. Mà thật ra thì cứ nghĩ là vợ chồng thì yêu thương nhau, nhưng mà mỗi cái va chạm nó nho nhỏ mà chúng ta không có bóc tách hoặc là giải quyết ngay từ đầu á, thì đôi khi là nó sẽ trở thành cái chuyện lớn trong tương lai. Và thôi, vợ chồng mà, thôi mình cứ bỏ qua thì đôi khi là mình mất đi cái sự thấu hiểu lẫn nhau. Và chắc chắn là có một cái dịp nào đó mà chúng ta được hoán đổi cho nhau vai trò vị trí, chắc lẽ nó cũng thú vị. Dạ, Trinh thì rất là quan tâm đến chủ đề này nha. Tại vì Trinh còn chưa kết hôn nữa mà, và sắp bước vào ngưỡng cửa hôn nhân. Mà mình cũng không muốn là một cô gái quá là mơ mộng, tình yêu màu hồng, hai người sẽ cùng bên nhau hạnh phúc suốt đời.
Trinh nghi là chắc chắn là trong cái chuyện hôn nhân cũng sẽ có rất nhiều những cái bất cập. Nên là khi mà có đàn chị đi trước, mình phải nghe thật là kỹ. Em hỏi thật chứ, cái chuyện mà em ở nhà một mình thôi là em đã thấy rất là vất vả để đối diện với nội tâm của chính mình, và rất là nhiều những chuyện lặt vặt như tưới cây, châm nước, phơi đồ, gấp đồ, hút bụi, sạc điện, rồi đóng tiền điện, tiền nước. Mấy cái đó thôi em một mình em đã nhức đầu rồi. Khi mà có thêm một người đàn ông sống cùng nữa và một đứa con nữa, thì cái chuyện đó có phải là một vấn đề quá lớn hay không? Thật sự ra đó, tình yêu thì lúc nào cũng màu hồng hết. Ai cũng nghĩ nó màu hồng. Tại vì lúc mà khi mà yêu nhau á, thì chúng ta chỉ gặp không phải là 24/24. Những lúc rảnh rỗi và những lúc chúng ta phải chuẩn bị đẹp nhất, tươi nhất để gặp nhau và dành những cái điều gì tốt đẹp nhất, phấn khởi nhất cho nhau. Nhưng mà khi về rồi á, thì cuộc sống đụng chạm, mà lúc đó mình sẽ gặp 24/24. Rồi giống như bé Trinh vừa nói á, là có rất nhiều những cái việc làm nhỏ nhặt hàng ngày. Đó, giống như sáng thức dậy làm cái gì, ăn sáng, rồi con cái, rồi nhà cửa, rồi bếp núc, rồi công việc, rồi ABCD. Và rất rất nhiều cái, chăm ví dụ một cái nhỏ nhặt thôi nha, nếu có đi quay hay không đi quay gì thì mỗi ngày chăm đều thức dậy vào lúc 6 giờ sáng. Dạ, yeah. Đó, khi chăm có nghĩa là chăm thức dậy trước, chăm hoàn thành những cái công việc cá nhân của chăm trước rồi bắt đầu mới tới chồng con. Còn yeah, ngày xưa khi chưa có gia đình thì mình cứ ngủ thẳng cẳng, khi mình dậy là cha mẹ mình đã là nấu cơm nấu nước gọn gàng và không bao giờ cha mẹ mình kêu mình dậy. Cha mẹ mình để cho mình ngủ rất thoải mái. Còn bây giờ khi có chồng con là mình phải tự trách nhiệm, 6 giờ sáng mình phải dậy. Dù cái đêm hôm trước mình đi làm có nhiều khi 12 giờ, 1 giờ, 2 giờ sáng, nhưng mà cái trách nhiệm của người phụ nữ mình, của bản thân mình, đó, mình phải dậy như vậy. Đó là một cái điều khó khăn. Và khi bình thường vui vẻ thì không sao, nhưng mà khi mà có một cái chuyện gì nó hụt hạt xảy ra là bắt đầu mình quay ngược lại, mình nói là anh có biết là mỗi ngày tôi phải thức dậy như vậy không? Còn dạ, anh với con là phải ngủ như vậy, tôi vẫn cho anh ngủ đầy đủ, anh dậy là anh có đồ ăn đủ này nọ. Đó, có nghĩa là lúc vui thì ôi mình chấp nhận hết, nhưng mà khi mà có chuyện gì rồi anh An ha, dạ, là mình trở mặt, mình liền cảm thấy là tủi thân cho cái bản thân mình. Đó chỉ là một cái vấn đề nhỏ thôi đó. Mới kể tới đó thôi, chưa kể tới cái chuyện mà tài chính hay là cái chuyện đam mê. Chưa kể gì hết á. Tâm chỉ lý là chưa đụng tới luôn, chưa luôn đó. Không phải là 1001 chuyện nữa, mà nó là mấy ngàn câu chuyện có thể xảy ra trong mỗi ngày. Mình lẽ một đêm mà mỗi đêm một tập mà để cho mình suy nghĩ như vậy. Vậy mà người ta vẫn có thể ở bên cạnh nhau tới bách niên giai lão, em thấy đúng là một nỗ lực khủng khiếp. Vậy không biết thì nhân vật ngày hôm nay là anh Linh Tý có cảm nhận điều đó hay không? Trước khi đến với phần thử thách một giờ hoán đổi, xin mời quý vị sẽ cùng nghỉ giải lao trong ít phút. Chào mừng quý vị đang quay trở lại với thử thách một giờ hoán đổi và hãy cùng khám phá về nhân vật ngày hôm nay nhé. Xin kính chào quý vị khán giả đang xem chương trình một giờ hoán đổi. Mình là Linh Tý, mình đang công tác ở thành phố Hồ Chí Minh. Nghề nghiệp hiện tại của mình đang là diễn viên, ca sĩ, là một nhà viết nhạc. Thì ngoài công việc chính của Tý thì ở nhà Tý hay thường giống như là rảnh rỗi thì viết bài hát, hay là rảnh rỗi Tý tìm tòi và làm những điều giống như là online, kinh doanh theo dạng online. Lúc mà ở nhà thì lúc nào thì bà xã cũng cần nhận hết trơn á. Thì công việc sáng tác thì phải cần tập trung cao độ, nhiều khi quên những cái gì, cái đồ đạc ở trong nhà, hay là làm cho tất cả những đồ đạc trong nhà nó bừa bộn. Bà cứ la hoài, bà cứ dọn dẹp, bà cứ la hoài. Thì vợ Tý là một người diễn viên, nhưng mà bên cạnh đó thì là một người rất là chu toàn cho gia đình. Mọi thứ cái từ việc nấu nướng tới chăm sóc nhà cửa, chăm sóc con cái, còn giống như là chăm sóc nói thẳng thành là từ cái tay, từ cái chân cho Tý luôn. Đâm ra thì hiện tại giờ mà nó không biết làm sao bảo bực bội nữa. Trong khi đó thì mình thấy là tại sao là mình đang trong cái công chuyện mà kiếm tiền do gì cho gia đình nè, mà tối ngày mình cứ bị cằn nhằn hoài à. Nên chắc phải nhờ đến chương trình một giờ hoán đổi để Tý có thể là hoán đổi vị trí của Tý với người vợ của Tý coi như thế nào, để tìm hiểu ra tại sao mà bọn Tý hay cằn nhằn, hay bực bội như vậy. Dạ, đó là chân dung của anh Linh Tý. Thì chúng ta đã quá quen qua những vai diễn hoặc là trên sân khấu kịch rồi. Nhưng mà quay trở lại thì trước khi anh xuất hiện ở đây nè, coi như là mình chưa có biết anh đi, coi như chị chưa có chồng luôn đi. Chị đã mơ ước về một người chồng như thế nào?
bây giờ suy nghĩ là 10 năm về trước lại quay ngược trên thời gian hả? Có cảm xúc lên rồi. Dạ. Có nghĩa là hồi nhỏ thì khi mà mình còn trẻ, mình chưa có gia đình thì Trâm nghĩ là cô gái nào cũng vậy, cũng vẽ ra một cái gì đó rất là màu hồng, mơ ước một người chồng mà giống như kiểu mà chị em phụ nữ ngồi tám với nhau, đẹp trai, giàu có, yêu thương mình, biết sẻ chia được, nói chung là ABCD các kiểu gì đó, tốt nhất là đều mơ về một cái người chồng của mình. Nhưng mà Trâm thấy là ước mơ luôn khó thành hiện thực lắm. Ví dụ như là mình mơ ước 10 điều, may mắn lắm thì được một điều thôi, chứ không thể nào mà có một người nào mà toàn diện như vậy được. Toàn diện gì, chỉ có là tranh vẽ thôi. Dạ. Đó. Trinh nghĩ thì chắc các cánh đàn ông cũng mơ ước một cô vợ cũng toàn diện như vậy. Đó. Vừa trẻ, vừa đẹp, vừa luôn luôn dịu hiền, không cằn nhằn, nấu ăn giỏi, giỏi trên thương trường, kiếm tiền tốt, dạy con ngoan và đồng thời luôn luôn quan tâm và biết chồng nghĩ gì. Ai chà, vậy thì chúng ta sẽ phải thử đặt vào đôi giày của nhau để xem ước mơ đó sẽ khó thực hiện tới đâu. Xin mời quý vị sẽ cùng bước vào thử thách một giờ hoang đổi cùng Linh Tí ạ. Alo. Bà nha, sắp viết xong rồi nha. Được rồi, có gì chiều anh gửi cái demo qua cho nghe. Ok ha. Anh dẹp điện thoại đi, làm gì mà cứ bấm điện thoại hoài vậy nè. Quần áo giặt xong rồi đó, anh ở nhà anh nhớ là xếp quần áo giùm cho em. Còn chén á, hồi sớm mình ăn á mình chưa có rửa, xíu nữa vô chổng rửa chén, quét nhà, lau nhà, rồi đồ của con á thì anh nhớ là lấy giặt luôn nghe chưa. Anh lấy giặt hả? Ủa vậy chứ ai giặt? Bây giờ em phải đi làm thì anh ở nhà anh phải làm chuyện chứ giờ làm sao? Rồi chứ không phải giống như em giặt giống như mọi lần hả? Bữa nay anh phải làm hết tất cả những chuyện này. Giặt đồ, rửa chén, quét nhà, lau nhà. À, còn một chuyện quan trọng nữa. Gì vậy? Đây. Anh cầm tiền này, ngày hôm nay á là con bé con mình á nó nói là nó muốn ăn thịt bò xào ăn với bún. Rồi cánh gà chiên nước mắm. Còn em thì em bữa giờ bận quá cũng không có nấu ăn mấy cái món ở dưới quê á, lâu rồi mẹ cũng không có gửi lên. Tự nhiên nay em thèm cá lóc hoa tộ với lại canh chua. Anh cầm 200 ngàn này anh đi chợ mua hết tất cả những gì em dặn, nhớ chưa? Khoan, cái món gì nhiều món như vậy, nói lại từ đầu được không? Ủa, cái phản ứng của ảnh nhà có giống vậy không? Nửa ký cũng giống vậy luôn hả chị? Mua khoảng tầm phản ứng kỳ quá, phản ứng sượng dễ sợ. Nhớ chưa? 6 cái cánh gà. 6 cái cánh gà. Nửa ký thịt bò. Nửa ký thịt bò. Nhưng mà nhớ nha, cá lóc á là anh phải mua là cá lóc đồng. Anh không có được mua mấy cái cá lóc nuôi nghe chưa? Cá lóc đồng mình ăn mới ngon. Xong rồi về anh kho cho em một thố cá kho tộ với lại chừa lại cái khúc đầu với khúc đuôi á để dành nấu canh chua. Nhớ chưa? Rồi, đầu đuôi dành nấu canh chua. Rồi khúc giữa dục phải không? Chứ sao? Khúc giữa anh phải cắt ra anh kho chứ sao anh dục? Khúc giữa cắt ra mình kho. Đúng rồi, anh nhớ rồi. Rồi nhớ chưa? Anh cầm 200 ngàn đó là anh phải mua đầy đủ hết cho em nha. Phải mua 6 ký thịt gà. Cái gì? 6 miếng thịt bò. Nửa ký thịt bò, 6 cái cánh gà. Nửa ký thịt bò, 6 cánh gà. 6 cái cánh gà. Một con cá lóc đồng. Ôi sao mà nhà có hai vợ chồng mình với đứa con không mà ăn chỉ cho nhiều vậy? Nói chung là cũng có thể nhìn gương mặt mà biết được thật ra những ảnh hơi xa lạ với những vấn đề này nha. Ở nhà chị làm hết việc hả? Chị làm hết. Anh không biết là chị dành làm hết hay là anh không làm mà chị làm? Thực ra là mình không phải là dành làm hết đâu, mà mình thấy để đó không ai làm thì bởi vậy thôi mình làm cho nó gọn á. Anh ăn nhiều mà anh không biết luôn á. Anh không biết hả? Mỗi ngày em đi chợ mua y chang vậy đó, mỗi lần mà em nấu là phải nào là 3-4 món nè, món xào, món chiên, rồi món canh. Rồi á hả, nhiều khi á, anh còn đòi thêm ăn mấy cái đồ ăn tráng miệng như rau câu này kia nọ nữa đó. Bữa nay là em hả là không có thèm ăn mấy cái món tráng miệng đó cho nên em không kêu anh mua đó. Rồi anh nhớ rồi. Nửa cái thịt gà, 6 miếng thịt bò. Nửa cái thịt bò, 6 cái cánh gà. Bắt đầu hoang mang rồi đó. Rửa chén. Mặt xanh lè xanh lét luôn ạ. Rồi vô á lấy đồ của con á đem ra giặt giùm em luôn. Vậy nha. Nhưng mà anh đang làm nhạc. Anh đang làm nhạc sao có đúng thời gian? Để sao đi. Bây giờ anh lo anh làm hết công chuyện nhà giùm em cái đi. Bây giờ em đi công chuyện đó, nhớ đó nha, ở nhà là phải đi làm liền hết cho em đó.
Ủa mẹ, mẹ. Ủa dạ, dạ, mẹ dạ. Đi đâu vậy ba? Con chưa kịp nói chuyện gì mẹ đi mất tiêu rồi. Con đây hả? Con cũng bực mình lắm. Bực mình gì? Con có gì đâu mà bực mình con hả? Có gì đâu bực mình, nói ba nghe coi. Bây giờ đó ba, con không có chơi với bạn Hằng nữa. Tại sao vậy hả? Bạn Hằng đánh con. Bạn Hằng đánh con hả? Bạn Hằng đánh con không có chơi với bạn Hằng nữa. Mà đánh con sao? Nói ba nghe coi. Đánh con hả? Dí con rồi đánh bộp bộp bộp. Đánh con lên bờ xuống ruộng luôn. Tưởng con vậy mà quýnh con lên bờ xuống ruộng. Không biết đâu. Dạ, bởi vậy bây giờ khỏe hả? Ta. Ba, hả? Bây giờ ba qua nhà bạn Hằng mắng vốn với ba bạn Hằng, rồi ký cam kết là mai mốt không có cho chơi với con tôi nữa đi, chứ con không có chịu đâu. Được, ba sẽ qua nhà bạn Hằng. Mắng vốn, đánh lại đánh ba bạn Hằng, đánh lại ba bạn Hằng trả thù cho con. Ba đâu có làm gì được con hả? Con ơi, ba đâu có làm gì được con. Nhưng mà bạn Hằng đánh con. Trời ơi, đó là cái chuyện nít thôi. Chuyện nít giỡn với nhau rồi. Có chuyện xích mít là chuyện bình thường thôi, chứ đâu có gì đâu. Tự nhiên ba đi qua bển rồi tự nhiên ba đánh ba bạn Hằng là sao? Nhưng mà ba phải đòi lại công bằng cho con chứ. Không lẽ để bạn Hằng đánh con như vậy được. Ba hiểu và đòi lại công bằng cho con. Thôi vậy nè, ngồi xuống ba cưng. Không được, con mấy gì qua mét ba bạn Hằng. Kêu ba bạn Hằng qua đây xin lỗi nữa chứ. Ba biết rồi, cứ bình tĩnh đi, không có gì hết á. À, ba nói cho con nghe nha, khoảng chừng 1-2 ngày sau, bạn Hằng sẽ quay lại xin lỗi con liền. À. Không có đâu bạn Hằng hả? Còn nói là tôi cách mặt bạn, tôi thách gia đình bạn qua đây mét tôi á. Bạn nói gì luôn á ba? Nói gì luôn hả? Nói hả? Thách bạn luôn á. Cái con nói gọi tôi kêu ba tôi qua đây nè, nó trời ơi tôi sợ quá. Bạn nó nói vậy đó. Nói gì luôn? Nhà mình có hay có cái trường hợp giống vậy không chị? Đi mét xong rồi mẹ phải giải quyết, trong khi mẹ còn đăng đăng đê đê bao nhiêu là gì? Con cái là chị luôn đó. Chị luôn đó. Là chọn trường học cho con, chọn trường, đi học, đóng tiền điện, tiền nước, tiền học, điện nước, rồi thậm chí đưa rước con lỡ quẩy thì sao? Mình luôn, mình hết luôn. Dạ. Anh làm gì? Anh làm công việc thôi. Làm công việc thôi, làm nghệ thuật thôi. Là đúng chữ nghệ thuật thôi. Chị cũng làm nghệ thuật mà. Thì bởi vậy chị cũng làm nghệ thuật, mà chị làm thêm nghệ thuật nhà cửa. Vậy sao chị không có người giúp việc? À, thật sự là chị không có. Mình cảm thấy là bây giờ sống với người giúp việc người lạ đó, mình cũng không có vừa ý. Mà thật ra người ta vô làm việc đụng chạm đồ đạc của mình đó, cũng không thích. Có thể là do mình khó tính hay sao, nên là mình cứ phải ôm hết việc. Mà làm riết nó cũng quen á anh. Quen luôn. Làm riết cũng quen luôn á. Cứ đúng bon giờ là cái báo thức nó chưa báo là em dậy trước cái báo thức. Đúng 6 giờ luôn. Đúng đi bon như vậy luôn. Trời đất ơi anh Vinh con anh. Nó cái nó bay lớn mà nó xô tôi. Mà lộn con mèo gì. Thầy thẩm mặt mày quá con ơi. Ba ơi có sao không ba? Con tưởng chú đánh con nên con phản vệ thôi chứ không có làm gì đâu. Phản vệ kiểu gì kỳ? Ủa anh dạy con anh kiểu kỳ vậy? Trời đất ơi anh nghĩ coi. Cái tướng con tôi á anh vậy nè. Mà con anh nó quýnh con tôi. Muốn chết luôn anh dòm đâu cậu nha. Cái tướng con anh như vậy. Tướng con tôi vậy hả? Tôi bắt con anh đá lại ăn tám luôn á. Ủa anh tí tôi quên. Hỏi anh một cái, anh nhìn con tôi vậy, anh nhìn con anh vậy, cái anh nói con tôi ăn hiếp con anh hả? Nè nha, con tôi nó bự thiệt, nó giống chú vợ con thiệt. Nhưng mà nó là chú vợ con ở Bạc Đôn, nó chưa có nhà nên còn trẻ con, từ rừng già nó tới gia đình của tôi, nó gia đình của anh nó nuôi một cái con này con quỷ này nè. Thế cái lần gần nhất chị đi chơi với bạn bè lúc nào? Hầu như là lâu lắm rồi chị không có đi chơi với bạn bè luôn. Chị phải có ngày off chứ đúng không? Có nghĩa là làm công ty thì phải sẽ có ngày thứ bảy chủ nhật mình đi nghỉ, đi uống trà sữa đó, đi chơi, đi công viên, rồi đi shopping. Ngày off là dẫn con đi chơi với lại ông bà ngoại, đúng rồi đó. Thành ra là đó là ngày off, còn không dính tới bạn bè luôn anh. Đi quay xong rồi đi về. Không phải cái vấn đề ông làm tôi đói quá à. Thì bữa nay nói vậy nhưng mà ngày mai tôi nói là bạn mà đúng không? Tụi nó sẽ giảng hòa với nhau. Ủa bạn á, kiểu gì rồi bữa nay ai làm chứng ngày mai mày ngồi yên đó đi qua bảo nó quýnh mày chết bây giờ. Bây giờ nè. Sao chú nghĩ con như vậy? Nè bạn qua đây ngồi đi, tôi có làm gì đâu. Bạn hứa nha. Đó ba con đâu có làm gì bạn đâu. Đó thấy chưa? Nè đúng rồi, đâu có gì đâu. Hai đứa ăn cơm chưa? Thôi khỏi ăn đi. Thôi rồi qua bển ngồi chơi đi để tao nói chuyện riêng với ổng. Không có đánh đâu con, cứ tụt đó đánh mình nữa. Không có đánh rồi, còn nói chuyện. Qua bển ngồi nói chuyện với bạn bè chứ mình đàng hoàng nha. Dạ.
À. Con hiền lắm, con đâu có đánh bạn đâu. Rồi rảnh á thì tháo cái lá của bà trên đầu bạn xuống. Trời ơi. Đi gian vô, vô con bắn cây đó. Đi ngồi, đi ngồi. Để tụi nó ngồi, tụi nó giảng quà. Coi như chuyện nó cũng con nít, mình bỏ qua đi, đừng quan tâm nó nữa. Tôi thấy là hai nó quấn lộn với nhau cũng có nguyên nhân của anh á. Không có dạy dỗ nó đàng hoàng, nhưng mà chuyện đó tôi bỏ qua. Cái chuyện này mới quan trọng nè. Chuyện gì nữa? Anh ơi, anh sống trong cái khu phố, cái gia đình của mình, hai gia đình nó cặp vách với nhau. Anh phải biết giữ gìn an ninh trật tự cho tụi tôi chứ. Cái nhà tôi đi làm cực khổ quá, về đang nằm ngủ cái tự nhiên cái xoay rất mỏng bán đầu. Yêu. Ủa, anh có thấy cái chìa khóa nè? Ủa, anh qua chơi hả anh? Chìa khóa em ơi. Anh có thấy cái chìa khóa em, thôi. Em để đâu? Ủa, sao đâu rồi ta? Để anh kiếm chìa khóa cho em nha. Trời. Anh chạy đâu? Nhưng mà có bao giờ á, trong giống như cái tình huống này nè, con của chị nó chọc phá hàng xóm xong rồi hàng xóm qua mắng vốn hay là ba của bạn qua mắng vốn không? Thật ra thì cái chuyện mà hàng xóm thì không có, bởi vì mình không có chơi với hàng xóm nhiều, mà chỉ có trong trong trường học á, dạ, thì cũng đánh nhau đồ, cũng nắm tóc giật tóc rồi dạ, ký đầu rồi các kiểu đó, rồi cũng đánh lại rồi cái hội phụ huynh nói chuyện với nhau này nọ các kiểu, phải đi giải quyết hội phụ huynh đó, mình giải quyết, mình nhắn tin gọi điện với nhau rồi vô nói chuyện với cô giáo này nọ, rồi ba mặt một lời đó là cũng mình luôn. Chứ anh Tý thì anh cũng không thể nào nói chuyện với cô giáo được đâu. Sao chị nghĩ là anh không thể? À, thì tại vì mình nghĩ là vậy đó, nhưng mà thật ra bản thân ảnh á, ảnh nói là thôi em vô nói chuyện coi sao cái kiểu vậy đó, nên là thì thôi mình không thể nào, thôi anh vô đi, anh không vô thì mình phải vô thôi. Đó là như vậy. Hay là tại vì chị cũng giỏi quá, thầy gia nội trợ gì cũng biết, nên đúng là nếu như mà chị không đụng vô cái đó thì hư bột hư đường hết là chị phải làm hết rồi đúng không? Thì nói chung là mình thấy là thay vì để cho ông rửa chén đúng không, thì rất là lâu đó, hoặc là như thế nào đó ổng phải làm cái việc của ổng hay sao rồi hồi một chút nữa ổng mới làm. Còn mình nghĩ là lau nhà xong cái quét nhà xong cái lau nhà xong cái bay qua rửa chén, có nghĩa là trong đầu mình đã lập trình sẵn những cái công việc trong nhà rồi, là mình làm cái này mình làm cái nọ mình làm cái kia, chứ còn bây giờ tự nhiên ngắt cái khúc đó ra để dành cho ổng, rồi một chút mình làm hết luôn rồi quay lại vẫn chưa xong, nên thôi để mình làm luôn. Cái kiểu như vậy á. Dạ. Nói con nhỏ này nè, nó hung dữ, nó con nít, nó là con kiến mà nó cắn con voi nhà tôi là một. Cái chuyện thứ hai là tôi không biết tại làm sao buổi trưa tôi đang ngủ mà tôi nghe cứ say giấc mộng ban đầu là ai, cái giọng của ai, giọng của bà đúng không? Giọng của tôi chứ ai. Tôi ủa sao anh đàn ủa anh đàn ông mà sao anh hát cái giọng nó máy lắm, tôi nghe nữ lắm nha. Không phải đó, tôi viết nhạc nên tôi phải ngân nga những cái bài nhạc đó ha, rồi tôi ngân nga không được á tôi mới bắt vợ tôi nè đó, em hát thử cho anh nghe coi để coi cái âm điệu nó vô được cái bài nhạc hay là không. Đúng đó rồi. Thì mới kêu vợ tôi hát chứ bộ. Gia đình nhà tôi là gia đình gọi là nghệ sĩ có cái tâm hồn gọi là thơ mộng, anh hiểu không? Thì coi như là gia đình có tâm hồn thơ mộng đi, là nhưng mà làm ơn làm cái gì thì cũng được nhẹ nhẹ giùm tôi cái. 12 giờ trưa tôi đang nằm ngủ mà cái lửa cái giờ đó hát là làm sao? Thì cái giờ đó là đang xong hết công chuyện, ăn uống rồi thì bây giờ đó là mình thư giãn thôi. Cái chuyện đó 12 giờ không nói. Tới 12 giờ 15 cái nhà này làm việc rất khoa học nha, 12 giờ hát tới đúng 12 giờ 15. Cái khua chiên đánh trống rồi cái gì mà tiếng chiên tiếng xào. Anh ơi buổi trưa mà tự nhiên anh nấu gà chiên nước mắm bữa nào cũng có một món, còn không có món thứ hai hả? Rồi đó. Nhà tôi thích ăn. Đúng rồi. Anh mới lãng giang đó. Anh là lãng giang nhất luôn á. Tự nhiên nhà người ta thích ăn cái món đó, anh bắt ăn cái món khác lần sau. Mà sao tại ngày nào cũng có cái món đó, nhà tôi là kỵ nước mắm mà cái mùi nước mắm ngày nào nó cũng sọc qua nhà tôi, tội tôi chứ. Ai kêu anh hửi gì? Ủa? Ủa? Ai kêu là anh cố tình anh hửi gì? Người ta dù người ta không chịu được mùi nước mắm mà đi ra xa đi. Ngóng cái mũi lên mà hửi gì bây giờ thì qua mà kiếm chuyện. Mệt ghê á thiệt chứ. Chuyện gia đình. Tâm lại nghĩ cái gia đình này thiệt á, anh sao đâu á anh nha. Hồi xưa hai đứa mình là bạn chí cốt từ nhỏ, mà cứ từ ngày anh lấy vợ rồi cái anh thay đổi tính nết à. Hồi xưa đàn ông mạnh mẽ bao nhiêu, mọi chuyện anh đều giải quyết rất rẽn. Từ ngày xin lỗi chị nha, từ ngày mà lấy chị tới giờ á, anh nhu nhược hẳn đi. Giúp anh lo anh làm chuyện nhà không à, cái gì ở trong nhà anh cũng làm hết, mà anh không có cái gọi là cái mối quan hệ ngoài xã hội. Tôi qua tôi nói chuyện với anh rất là đàng hoàng, tôi qua tôi mắng vốn là để anh tìm phương pháp anh giải quyết với vợ anh với con anh.
mà anh cứ binh theo, anh hùa theo. Anh sống cái kiểu này không được rồi. Ở nhà mà anh nội trợ ru rú kiểu này á, hư con người anh đó. Tôi qua tôi nói với anh vậy thôi mà anh giải quyết không được nữa thôi. Nghĩ tình bạn mình đi, mệt quá. Mà anh sao ngộ quá, anh bình tĩnh là cái chuyện gì từ từ nói. Ê ê ê. Bắn đồ. Cái gì? Anh bình tĩnh này đi, không có gì hết. Hồi nãy con anh chỉ đi ghen qua ha, rồi đá gì con anh ấy vậy, rồi cứ đá cái một cái nữa, không có gì gì đó. Ủa sao người gì đâu mà yếu sự. Ê trời, sao con? Ê, cái gia đình này nha, tôi thấy không ổn rồi. Đây là lần cuối cùng trong cuộc đời tôi, thề tôi qua đây nha, lần sau tôi lên tổ dân phố tôi kiện mấy người nha. Thương tật này mình thôi, về mày ơi, đây mà tao quýnh mày chết đó. Về ba gì? Lấy lại cho con chiếc dép đi. Nãy con phan bản á, cái... thấy chưa, chú thấy chưa, phan vào đầu con á. Nhưng mà không có chú, tại bạn kiếm chuyện với con chú. Thôi, bình tĩnh nè, mang dép vào đàng hoàng. Thằng, mang cái dép vô. Lấy cái lá của con mình về nha, làm kỷ niệm. Đi đâu cho có đồ có cặp, về phải có đồ có đạc đầy đủ nha. Nói rồi, mới nói không có được chơi với nó nữa. Cái gia đình gì đâu mà khó chịu à, đi về. Bữa sau chơi nữa nha Hằng. Thôi em chơi với mày à. Đi về. Trời ơi là trời, cái cửa của tôi của chừng gãy nha. Trời ơi, mẹ thấy không, Hằng đánh con á. Mà con sao vậy, tối ngày cứ đi chơi rồi quýnh lộn hoài vậy. Chơi với bạn nó vui, bạn nó cho anh coi, anh lo dạy lại con bây đi. Bây giờ anh phải dạy nó từ đâu? Từ đó tới thì bây giờ anh phải dạy sao chứ, mai mốt con đi ra ngoài đường cứ bị người ta mắng vốn gì hoài sao được. Con, mai mốt đi ra ngoài đường nếu mà bị bắn vốn á thì đừng đi ra ngoài đường nữa. Trời, hả? Nợ chồng anh dạy chứ không dạy vậy. Chứ bây giờ mình phải dạy thì sao? Thường ngày em dạy nó sao anh đâu có biết. Trời đất ơi, thường ngày em dạy mà bây giờ anh cũng là ba thì bây giờ anh phải dạy chứ. Thường ngày em dạy đúng không? Ừ. Rồi con khóc hả? Rồi anh là người so rồi chứ bộ. Thì bây giờ anh phải dạy lại con chứ. Giống như bình thường mỗi ngày em dạy con mà bây giờ con á không có chịu nghe theo lời dạy của em, đi ra ngoài đường quánh lộn, thì bây giờ anh phải nói làm sao con, để mai mốt con nó không đi đánh lộn nữa. Con, nếu ngoại con đi đánh lộn mà ngoại đánh con nhiều quá. Dạ. Con đánh lại. Đúng rồi ta. Phải bảo vệ mình. Anh dạy gì kỳ vậy, anh dạy con vậy. Bởi vậy hỏi sao hàng xóm tám đi qua mắng vốn hoài. Chứ nó bị quýnh nhiều quá mà. Nó bị đánh thì phải đánh lại người ta chứ. Sao mệt quá thì cái công việc. Em tức anh quá. Thôi giờ bỏ qua chuyện này qua bên đi. Rồi sao rồi, đi chợ đồ chưa? Rồi cái chùm chìa khóa của em đâu rồi? Kiếm em coi, em đi làm trễ giờ rồi nè. Có biết chùm chìa khóa đây đâu rồi. Rồi nhưng mà thường á là đồ đạc ở trong nhà ai là người sẽ nhớ vị trí nhiều nhất hả chị? Bây giờ mà không có chị. Ví dụ cái đồ cắt bóng tay nè. Sao hỏi là cái vớ ở đâu, băng keo cá nhân ở đâu, tất cả mọi thứ đều là chị. Dạ là chị sắp xếp hết. Nãy giờ em thấy là anh là bách khoa thì chị là đại học bách khoa. Dạ đó, thông qua một cái thử thách nho nhỏ thôi mà mình cũng thấy rằng là chỉ có hai việc. Thứ nhất, ghi nhớ danh sách việc nhà. Cái thứ hai, giải quyết chuyện vấn đề của con cái mà là mình đã bị quay mòng mòng rồi. Cái mặt ảnh là sượng luôn, coi như là xịt keo luôn đó. Còn không biết là biết giải quyết từ vấn đề nào luôn á, ở trong cái vấn đề đời thật nó sẽ ra sao nữa. Vấn đề này đang trong cái tình huống này ảnh còn nói nữa, chứ ngoài đời thật là ảnh im luôn á. Im luôn. Ảnh im luôn á, ai làm gì làm ảnh im luôn. Em nói gì đâu. Con á, không lẽ tự nhiên con đem đi giấu, chứ có mỗi mình anh thôi à. Bây giờ sao, anh không cho em đi làm hay gì mà anh đi giấu chìa khóa của em. Từ đầu tới giờ thì cái bà này còn trơn tru đúng không? Ờ. À, cái thùng đồ đó là thùng đồ đó em từ ở trong em đem ra cho anh giặt. Ừ. Cái chìa khóa này nằm trong cái thùng đồ đó. Không, em nói với anh, em chắc chắn với anh một điều rằng là chìa khóa là hồi nãy em cầm trên tay. Em không hề bỏ vô đây, chỉ có anh mới là người bỏ vô đây thôi. Tại tôi bật rồi đó. Ủa làm gì bật? Tôi bật rồi đó. Ai nha. Làm gì bật? Nè, cái chuyện gì cũng đùng đẩy với tôi hết. Chuyện nhà, chuyện cửa nè, hả? Đăng đăng đê đê hả? Cũng đùng đẩy. Bây giờ hả, đi chợ, đi búa, đùm lum la nữa. Mà bây giờ chìa khóa cũng đôi thừa nữa làm sao? Cái này còn trong tâm thế là thử thách thôi. Con thấy cái hình ảnh mà anh đổ mồ hôi thiệt đó nghe. Rối xứng phấn luôn, muốn rớt phấn quá. Ướt mặt mà hết trơn. Mỗi ngày á. Không, ba mẹ không cãi nhau, ba mẹ chỉ đang nói chuyện với nhau thôi. Đúng rồi, ba nói chuyện rất là bình thường. Mà em hỏi anh nè, anh có thấy những cái hình ảnh này quen thuộc không? Giống như mỗi ngày em vậy đó. Anh đi làm xong anh ở nhà anh bắt em là phải làm cái này giùm anh nha, nhớ là hôm nay đi chợ mua giùm anh món này món kia. Em ở nhà lo hết tất cả mọi chuyện, lo hết chuyện nội trợ từ trong ra ngoài luôn.
ngày hôm nay em cho anh làm một ngày thì anh thấy sao? Chuyện nội trợ có dễ không? Cũng nếu mà anh chịu nghiên cứu thêm 3 năm nữa thì nó dễ. Nghiên cứu thêm 3 năm nữa thì nó dễ. Chứ giờ không biết gì luôn á. Nó đăng đăng đê đê mà nó kinh khủng lắm. Nó cái gì đâu mà từng con số và tính toán nè. Mua bao nhiêu thịt bò nè, bao nhiêu cái đùi gà, bao nhiêu khẩu phần ăn trong gia đình, rồi giặt bao nhiêu nha. Trời ơi thôi anh lại em. Em trở về vị trí cũ giùm anh đi nha. Con đói bụng á, ba đi vô chiên gà cho con ăn đi. Hãy giờ ba nhìn con, ba tưởng con no rồi chứ. Con muốn ăn gà chiên. Rồi được rồi, để mẹ con sẽ nấu gà chiên con ăn được chưa? Thưa quý vị, đó là thử thách 1 giờ hoán đổi dành cho diễn viên Linh Tý. Và trước khi đến với phần tiếp theo mang tên Hành Trình Kết Nối, xin mời quý vị cùng nghỉ giây lao trong ít phút. Chào mừng quý vị đang cùng quay trở lại với chương trình 1 giờ hoán đổi ở Hành Trình Kết Nối. Chúng ta sẽ cùng gặp gỡ diễn viên Linh Tý ạ. Xin mời anh Linh Tý. Chào Như Lòng, ngôi sao Nam Phương gì đó. Dạ, chào Nàng. Em chào anh ạ. Anh khỏe không? Chào Trinh. Dạ, chào anh ạ. Khỏi đi. Sao không bắt tay ta bắt mặt mình với bà xã? Biết lên đây có nói xấu nữa thôi, không bao giờ nói tốt hết trơn á. Ủa anh cũng biết vậy luôn á hả? Anh biết chứ. Mẹ anh kể tụi em nghe điểm tốt đi, để tụi em binh anh trước. Cái điểm tốt của ai? Của anh đó. Anh là một người rất là chăm lo chu toàn cho nền kinh tế của gia đình. Đó nha, nền kinh tế của gia đình. Nghĩa là giống như là mình đi kiếm mồi về để cho bà xã xử lý, đúng không? Cuối cùng anh là nóc nhà. Là anh quyết hết, anh chỉ tay năm ngón. Đúng rồi, anh quyết hết chỉ tay năm ngón. Thí dụ là dỗ quẩy làm nhiều món là anh chỉ, còn cái người làm là chỉ, đúng không? Chứ còn cái gì nữa. Làm chán quá. Dạ. Yeah. Không mà em nói thiệt, cũng có được vài điểm chứ bộ. Tại vì nếu như mà anh đã không làm việc nhà, chỉ lo hết mà anh còn không kiếm tiền nữa, mà anh cũng không yêu thương gia đình, không dành thời gian cho gia đình nữa, thì còn gì để nói nữa, đúng không? Chị lấy ná bắn anh luôn. Dạ. Rồi sau khi anh đặt thử mình vào trong thử thách này, anh có thấy rối chưa? Anh thấy không phải rối nữa mà dùng từ xoắn não. Anh xoắn nhất là đoạn nào, anh kể em nghe thử xem. Cái đoạn mà giống như là mình lo cho đứa con á, với lại cái đoạn mà đi chợ. Là xoắn não nhất, là không biết là tại sao trong vòng có khoảng chừng bao nhiêu đó tiền thôi mà người phụ nữ có thể tính ra là hôm nay mua cái gì mà một cái dọc giống như là một sớ táo quân vậy đó. Dạ. Vậy anh có thắc mắc là tại sao mỗi sáng anh mở cửa tủ lạnh ra anh thấy á, ít khi nào hết mắm, hết muối, hết đường, hết tương ớt, hết bột giặt lắm. Tại vì tất cả mọi thứ đã được refill, là được lắp đầy trước đó không? Có, anh cũng thấy vậy. Nói chung là mình cũng thấy vậy thôi, mình không có quan tâm lắm. Đó là chuyện của cái người làm ở trong nhà, chứ anh là nóc nhà mà. Vậy bây giờ anh biết tại sao là nó tự nhiên là nó lên rồi đó. Dạ, cũng phải có người quan sát, đúng không? Rồi ghi danh sách ra, rồi đi chợ, rồi đem đúng cái lượng đó về. Còn riêng anh thì cái đoạn đó em có thấy là anh hơi nổi giận đó nha. Dạ. Cái đoạn cuối thì do mọi thứ nó tác động nhiều quá. Hôm nay thì mình tự nhiên mình nổi nóng. Mình nói nóng mà nào không hay luôn, thì thật sự là mình đang bị rối rồi. Dạ. Mà không có kìm được cái cảm xúc của mình nữa. Thì bây giờ anh mới hiểu được cái chuyện mà tại sao mà vợ anh chửi anh hàng ngày là vậy. Dạ. Ủa, chị Trâm ở nhà thường trong những cái tình huống tương tự anh, chị có nổi nóng không? Chị có bị đè nén mà nhiều khi là em chịu hết nổi rồi. Lúc đó anh tưởng giống như là bà bị vấn đề về thần kinh á, chứ không phải là bình thường đâu nha. Nhưng sau đó sau khi tham gia chương trình thì anh biết rồi, công việc bao nhiêu đó. Dạ. Mà có người ta không hiểu thì chắc chắn là sẽ bị thần kinh thôi. Rồi thôi coi như bảo bệnh đi. Dạ. Nhưng mà thật ra Trinh biết không, biết là một chuyện thôi, tức là nhận thức là một chuyện, nhưng mà bây giờ phải hành động chứ. Tức là giờ anh biết rồi, nhưng anh về anh phải 6 giờ anh dậy chứ không nên là 8 giờ anh dậy được. Nên thật ra là chắc là khán giả cũng tò mò. Lúc nãy thì Bích Trâm có nói là 6 giờ phải dậy để mà lo các công việc trong gia đình. Thì có lẽ là không biết anh Linh Tý anh có thể mô tả là bình thường thì một ngày là cái công việc ở nhà của anh thì anh thường làm những công việc gì không ạ?
Thường ngày á, thì công việc thức dậy là cái giấc ngủ anh thức là khoảng chừng 11 giờ. 11 giờ? 11 giờ trưa. Khoảng 6, 7, 8, 9, 10, 11. Em đừng có điếm anh nhục lắm. là chỉ chức trước 5 tiếng. Dạ. Thì anh thức dậy thì lúc đó nhà cửa trống trơn hết. Nói chung là con Bon á, thì chạy xuống dưới nhà. Dạ. Bon là chạy xuống dưới nhà để lo coi tivi rồi coi mấy cái iPad rồi. Bà này đi đâu mất tiêu rồi. Hỏi bà là bà đi chợ. Dạ. Đi chợ về nấu cơm. Còn anh thì công việc của anh là đi tìm hiểu và kiểm tra những thứ mà đang phát sinh ra đồng tiền. Mỗi ngày trên mạng như vậy. Dạ. Nhưng mà trước đó anh phải uống 3 ly cà phê đá đã. 3 ly? 3 ly cà phê đá. Dạ. Đó là cái cử của anh. Uống 3 ly cà phê đá đã rồi xong xuôi thì mới là vô công việc được. Mà anh tự pha đúng không? Hay là chị Trâm pha luôn? Tự nói đi anh, tự nói cho Trinh nghe. Nói cho mang nhục hả? Rồi em hiểu rồi, bỏ qua đoạn này. Ý là anh thức dậy là có 3 ly cà phê đã đông đúng cái lượng ở trong tủ lạnh, uống hết lại có thêm một chai trong đó lại rót tiếp uống. Rồi anh kể tiếp lịch của anh đi. Thì lịch của anh là hàng ngày xảy ra vậy thôi. Rồi tới bữa trưa thì anh hay bị chửi nè. Bị chửi, ủa tại sao mà tôi làm lum la quá, ông ngồi con vỗ vậy. Rồi cái buổi chiều bị chửi tiếp. Ông làm cái gì mà tại sao mà bừa bộn nhà cửa quá vậy. Rồi bị thấy chửi thương tiếp. Anh quá, oan quá anh hơn. Trong khi đó anh vẫn làm công việc chứ bộ. Dạ. Chỉ là làm lâu hơn người ta thôi. Anh cũng có rửa cái ly cà phê anh uống mà đúng không? Đúng rồi, đồ giặt xong á là anh xếp ngay ngắn đàng hoàng luôn. Nhưng mà bị cái 3 tiếng thôi. Thì anh khi mà anh bị la như vậy, anh có cái động thái nào để hôm sau anh không bị la nữa không? Có, anh động thái là anh rất là ngoan hiền. Và anh bỏ nhà ra đi. Anh đi đâu? Anh đi ra đầu hẻm ngồi chơi. Em hiểu cái lịch trình của anh rồi. Em thấy nó cũng khá vất vả anh ha. Anh hay đi du lịch đầu hẻm lắm. Dạ. Nhiều khi là bị công kích tinh thần cũng căng thẳng lắm. Đúng rồi. Hay là bữa nào anh thử đi, anh thử để cho chị Trâm bị công kích tinh thần như vậy đi. Còn anh thì anh dậy khoảng 6 giờ, cái mình đi chợ, xong rồi cái mình lau dọn, rồi mình lau kính nè. Sau đó mình xem coi cái gầm giường có bụi không. Sau đó mình coi là mắm nêm với lại muối có đầy không. Rồi tủ lạnh nó có bị mùi không. Rồi mình sẽ xử lý luôn cái bếp, lau bếp chưa sạch thì mình sẽ lau luôn cái bàn thờ. Chị nghĩ là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra trừ khi mặt trời mọc hướng Tây. Chứ 10 năm nay rồi nó cũng như vậy thôi. Tại bà không hiểu ý anh á, tại mỗi lần anh rửa chén á là bà nói tại sao mà rửa chén mà nước văng lum la nhà vậy. Không, cái này nhưng cũng mà, là chị nghe. Nhưng mà anh có hai ý. Dạ. Anh rửa chén cho nước văng như vậy á để chút xíu lau nhà khỏi cần nhúng nước. Không, người ta là xử lý 2 trong 1, chị thấy không? Hay là chị cứ để cho ảnh tự thực tập vài lần, xong rồi ảnh tự biết cách làm cho quen. Chị đừng có la ảnh nữa, tội ảnh. Nói chung là không phải là mình không để cho ảnh làm, nhưng đó giống như chị nói á, tại vì chị đã sắp trong đầu sẵn là quét nhà xong lau nhà xong quay qua rửa chén, rồi khi mà rửa chén xong bới cơm cho con ăn là cái lúc đó mình rảnh rồi mình ngồi mình xếp đồ bỏ đồ. Thì cái lập trình nó đã sẵn như vậy rồi, bây giờ mình ngắt một khúc ra để cho ảnh làm, rồi khi mà mình làm xong hết nhìn lại cái khúc đó nó vẫn còn yên nguyên, nó rất là bực, cái tâm thế mình rất là bực, thôi để tôi làm luôn. Như vậy đó. Cái này là phải tham vấn là nhà tư vấn tâm lý nè. Anh An ơi, có phải là bên này thì thôi mình tận hưởng cuộc sống đi, tới đâu hay tới đó làm gì mà căng như vậy. Còn bên này là quy trình, tới khâu đó phải làm cái đó thì nó mới sử dụng được tốt cái thời gian của 24 tiếng. Thì thật ra bên nào cũng có nỗi khổ và có cái ưu việt đúng không? Nhưng mà điều quan trọng là không biết là hai vợ chồng có muốn thay đổi không. Chứ thật ra nếu mà họ thấy là với cách vận hành như vậy là ổn rồi thì thôi mình đâu cần phải góp ý gì. Đúng không? Đó thì tuy nhiên nếu như mà chị Bích Trâm á, chị thấy rằng là bây giờ muốn có sự thay đổi một chút thì chúng ta phải có sự thay đổi trong cái cách thức giao tiếp cũng như là phân công công việc. Thay vì là cái quy trình là bây giờ chúng ta quét nhà xong tới lau nhà xong tới rửa chén. Vậy thì bây giờ trong một công việc mình cắt đôi ra. Và mình cho anh Tiến chọn trước để ảnh chọn cái nào ảnh dễ trước. Ví dụ nha, giờ rửa chén đúng không? Thì phải có 2 khâu. Khâu là mình rửa xà bông. Cái khâu đó là mình tráng cái chén. Giờ một trong hai anh chọn đi cái nào? Gì cực gì? Đúng không? Đó, ví dụ như vậy, tức có nghĩa là nếu như thật sự mà muốn có cái sự thay đổi thì chúng ta phải tìm cách để mà có cái sự phân công nó rõ ràng hơn. Chứ nếu bây giờ mà mình cứ làm hết cái là quét nhà xong tới lau nhà tới quay ra ủa sao chưa rửa chén thì mình rửa luôn thì rõ ràng là không có thấy cái sự thi đua ở đây. Chứ nếu mà mình cứ suy nghĩ là thôi anh ấy hoặc là cô ấy phải tự biết làm thì người ta sẽ lựa chọn cái mà dễ dàng đúng không? Thì ảnh lựa chọn cái dễ dàng đến khi mà bắt đầu câu chuyện là
thì Bích Trâm bắt đầu cằn nhằn đó, thì anh chọn cái giải pháp thôi, anh bỏ đi chỗ khác, coi như là cái gì cũng dễ hết. Dạ. Đúng rồi, với lại đó cũng thấy là bình thường thôi, tại vì cũng mau giận mà cũng mau xìu lắm. Dạ. Chỉ cần á mà đi lên lầu á mà nhỏ gái mà xuống kêu ba một cái là bồng nhỏ lên liền, thì mình hát bài thôi, trái đất này là của má mày. Là xong. Có nghĩa là chị Bích Trâm thích việc nhà không? Chắc là bà có năng khiếu làm việc nhà nên để cho bà làm việc nhà thôi. Dạ. À, anh nói là nóc nhà vậy thôi mà thật sự á là anh coi anh xem vợ anh á giống như là người phụ nữ mà lâu lâu ngồi trên nóc nhà chơi mà không biết sao ngồi trên mát quá hay gì ngồi hoài à. Dạ. Thật ra thì trong lúc mà chị Bích Trâm có thể lo chu toàn các công việc trong gia đình á thì anh Tiến có nói là ảnh cũng lên ảnh search ảnh tìm đến làm ra thu nhập. Ừ. Thì không biết là cái công việc của anh để mà tạo ra cái thu nhập mà ngay chính trong ngôi nhà là làm gì anh ha? À, thì vừa thì ngoài công việc là diễn viên ra thì dạ, mọi người cũng đã biết rồi, thì Thí vừa là một người sáng tác nhạc cho dòng game từ xưa giờ, từ 15 năm nay rồi. Thì nói chung là đã không được cái này thì phải được cái kia rồi. Chứ không được cái gì hết. Nãy tôi nói là tôi lấy ná bắn bỏ luôn là vậy đó. Thấy không, em nghi rồi mà chị đã để cho anh hoạt động. Chắc chắn là anh cũng cống hiến rất là nhiều cho gia đình ở một cái khoản nào đó. Thí dụ giận cái đưa máy thổi son. Ừ. Giận cái đưa ít tiền đi giải stress đi. Thật ở đâu ra là không. Dạ. Phải giận cái là đưa ít tiền đâu. Nhưng mà anh Tý á, trong gia đình của Trâm thì không biết những gia đình khác kinh tế làm sao, chứ gia đình của Trâm thì anh Tý là đưa hết tiền cho Trâm. Ừ. Tài khoản anh lúc nào cũng là không đồng, và trong túi ảnh thì có khoảng 50 ngàn, 100 ngàn là hết mức thôi. Dạ. Vậy thì rõ ràng là ở đây chúng ta thấy là gia đình hiện nay đang tạm ổn rồi. Dạ. À, đôi khi nhưng mà để mà chị làm, chị Trâm chỉ hứng khởi hơn chút xíu, đôi khi mình phụ chút thôi, không cần phải phụ nhiều, nhưng mà mình đụng tay đụng chân chút xíu. À, những cái lúc mà mình không cần phải tập trung cho công việc á, tại vì thật ra này chia sẻ thôi là ở nhà của Hoàng An á, Hà Trinh, ba vợ và ba ruột của Hoàng An á đều khi mà đi làm về á, mặc dù là ở vị trí cũng rất là cao cao nhất ở công ty rồi, nhưng mà về á là vẫn là rửa chén, vẫn rửa chén, rửa hết luôn, thâu chén luôn, rồi lau nhà, rồi sửa điện nước. Như vậy là thật ra là mình làm muốn làm thôi. Cái câu chuyện đó là san sẻ. Nhiều trẻ em khi mà hỏi như thế này nè, công việc nhà là công việc của ai, thì các bạn nhỏ trả lời như thế này dễ thương lắm. Các bạn nhỏ trả lời là công việc nhà là công việc của các thành viên trong nhà. À, chứ không phải là riêng của ai hết. À, thì mỗi nhà mỗi cảnh mà. Có thể là cái khoảng thời gian Linh Tý có thể là tập trung cho việc sáng tác nhạc trong vòng 3 tiếng, 5 tiếng, rồi ở đó thì chị Bích Trâm chỉ có thể là lo quán xuyến. Nhưng ngày nào mà mình thấy là mình có thể phụ được thì mình phụ một chút, thì như vậy nhà có thể vui hơn và mình tránh cái việc mình phải bỏ đi du lịch thẻm. Dạ, quá dễ thương phải không quý vị? Câu nói của tiến sĩ Hòa An có thể là giúp cho chúng ta hiểu thêm về ý nghĩa của việc là các thành viên trong cùng một tổ ấm. Công việc nhà là công việc của cả nhà, bởi vì chúng ta đang cùng sống dưới một tổ ấm và thụ hưởng những cái giá trị, những bữa ăn và cái sự sạch sẽ cũng như sự ấm áp mà năng lượng của ngôi nhà nó mang lại. Nên cũng không phải là của riêng ai, không phải là của người phụ nữ, vì họ thích làm như vậy, họ chỉ thích có hạnh phúc thôi, và họ nghĩ rằng hạnh phúc sẽ đến từ những điều nhỏ nhặt. Và ngày hôm nay khi mà chúng ta tổ chức hoán đổi, không phải là để sau cái chương trình này anh Linh Tý anh về anh làm việc nhà dành cho chị Bích Trâm, chị Bích Trâm chỉ sẽ đi làm kiếm tiền hay sáng tác nhạc game, không phải như vậy. Mà là trong những lúc mà mình thư giãn quá nhiều, mình sẽ có đôi lúc chạnh lòng, không biết cái người đó có mệt lắm không ha. Và đôi lúc mình làm rất là quần quật, mình sẽ suy nghĩ lại không biết ảnh có căng não không ta, để mà chu toàn cho tất cả những thứ mà mình đang sử dụng ở đây. Vậy thì chúng ta chỉ cần dành một chút xíu thời gian để hoán đổi thôi, để không đẩy cái tình trạng đùng đẩy những cái nỗi khổ hoặc là trách móc phàn nàn lẫn nhau quá nhiều. Chỉ cần hiểu nhau hơn thì chúng ta vẫn có thể duy trì được cái thói quen và sự an toàn mỗi ngày. Thêm vào đó là một chút động viên. Cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã lắng nghe chương trình Một Giờ Hoán Đổi được phát sóng vào lúc 22 giờ tối thứ 6 hàng tuần trên kênh HTV9. Chương trình do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng công ty truyền thông Bi thực hiện. Và chúng tôi gửi lời cảm ơn đến đơn vị đồng hành là nhãn hàng ba lô túi sách vali cao cấp Sacos. Xin được cảm ơn quý vị rất nhiều vì đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Qua câu chuyện này thì anh cũng nhắn cho bà xã nhà, thì anh cũng hiểu cái lòng của em, cái sự bực tức của em nhiều như thế nào rồi, và hiểu em nhiều hơn nữa. Mong là em sẽ bỏ qua cho anh những lúc mà anh hơi bày hày, những lúc mà anh hơi mà làm cho em bực bội,
mà nếu có bực bội thì cứ xả thẳng vô anh đi, anh sẽ người đón nhận hết những cơn bực tức của em, vì anh biết cái đó sẽ làm giảm đi những cái lo toan hàng ngày của em. Cảm ơn bà xã của anh rất nhiều.